trong những cái thức ăn này sẽ có nhiều cái axit béo xấu, mà những cái axit béo xấu này sẽ làm phá vỡ cái hoạt động của tuyến giáp, bên cạnh đó làm hạn chế khả năng hấp thu những cái loại thuốc mà chúng ta đang sử dụng lúc đây. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tổ Yến Chân Sẵn Asianes. Mình đó là Chen Han và chủ đề ngày hôm nay chia sẻ với mọi người đó chính là ung thư tuyến giáp có ăn yến xào được hay không. Trước hết chúng ta cần nên biết tuyến giáp là gì. Tuyến giáp là một cái tuyến nội tiết lớn nhất cơ thể của chúng ta, thường là nó sẽ nằm ở vị trí trước cổ, dưới thanh quản và nằm trên khí quản. Tuyến giáp có chức năng tiết ra hormone, ngoài ra còn có những chức năng quan trọng khác như tăng nhịp tim, tăng cái lượng máu lưu thông qua tim, tăng hệ hô hấp, tăng cường cái sự phát triển của hệ thần kinh cũng như là não bộ. Ngoài ra tuyến giáp còn có khả năng duy trì cái lưu lượng canxi có trong máu. Và cuối cùng đó chính là tác dụng lên sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Vậy với cái bệnh ung thư tuyến giáp thường nó sẽ phát sinh ở cái thể nhú, có nghĩa là trước cổ chúng ta sẽ xuất hiện một cái khối u. Và đây là cái tình trạng mà gặp phổ biến nhất. Nguyên nhân hầu hết là do chúng ta không cung cấp đủ cái lượng iốt cho cơ thể. Vậy với những người mà bị mắc cái bệnh ung thư về tuyến giáp, chúng ta cần hiểu rõ về cái bản chất cũng như là nguyên nhân của bệnh, để từ đó có cho mình được cái chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất để có thể hồi phục cũng như là duy trì cái sức khỏe tốt, bên cạnh đó duy trì cái sức đề kháng cũng như là sức khỏe của cái tuyến giáp của mình. Vậy cái chế độ dinh dưỡng của lúc này chúng ta cần phải lưu ý hạn chế cũng như là cắt bỏ ngay những cái thức ăn có quá nhiều đường, đặc biệt là những cái loại thức ăn có đường hóa học như là nước uống có ga, bánh kẹo ngọt hay là bánh phô mai vân vân. Bởi vì những cái đường này lúc này nó sẽ trở thành một cái thức ăn mà làm cho cái tế bào ung thư phát triển một cách mạnh mẽ. Thì chúng ta nên hạn chế, tránh sử dụng những cái nội tạng động vật hay là thịt đỏ. Bởi vì sao? Trong những cái thức ăn này sẽ có nhiều cái axit béo xấu, mà những cái axit béo xấu này sẽ làm phá vỡ cái hoạt động của tuyến giáp, bên cạnh đó làm hạn chế khả năng hấp thu những cái loại thuốc mà chúng ta đang sử dụng lúc đây. Vậy thì ăn uống lúc này sẽ như thế nào? Chúng ta cần bổ sung những cái thực phẩm có nhiều iốt, mà hải sản là một cái nguồn iốt rất là dồi dào. Bên cạnh đó có thêm những cái vitamin B, E hay là omega 3. Những cái chất này sẽ giúp tăng cường cái hoạt động của tuyến giáp cũng như là cho chúng ta một cái nguồn iốt dồi dào. Bên cạnh đó chúng ta có thể tăng cường sử dụng các cái loại hạt, bởi vì các cái loại hạt sẽ cho chúng ta một cái nguồn protein thực vật vô cùng hiệu quả. Và cuối cùng là chúng ta sẽ dùng nhiều những cái hoa quả, mà đặc biệt là những cái hoa quả mọng nước như là dưa hấu, nho hay là cam, quýt, dâu tây vân vân. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã hạn chế cái lượng đường hóa học không đưa vào cơ thể, cho nên đây sẽ là một cái nguồn đường từ tự nhiên cực kỳ chất lượng. Vậy quay trở lại vấn đề người bị ung thư tuyến giáp có dùng yến xào được hay không, thì chúng ta căn cứ vào cái chế độ dinh dưỡng mà dành cho cái người bị ung thư tuyến giáp thì chúng ta có thể thấy được và hoàn toàn tự tin có thể sử dụng được yến xào. Bởi vì sao? Bởi vì trong yến xào không có chất béo xấu, không có những cái đường hóa học. Bên cạnh đó, yến xào không phải là cái tác nhân là nuôi dưỡng cái tế bào ung thư. Vậy yến xào ở đây sẽ đóng vai trò là một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng với dồi dào các cái dưỡng chất từ protein hay là đến các acid amin có lợi cho cơ thể. Ngoài ra nguồn vitamin cũng như là khoáng chất rất là dồi dào. Cho nên có thể nói yến xào là một cái chất dinh dưỡng, một cái nguồn dinh dưỡng cực kỳ phù hợp cho cái người bệnh ung thư nói chung cũng như là người bệnh về tuyến giáp nói riêng. Lưu lượng sử dụng lúc này không cần quá nhiều đâu mọi người. Mỗi một lần chúng ta dùng thì không quá 3g yến khô, mà có thể dùng cách bữa. 3g yến khô chúng ta có thể nấu được hơn một chén lớn rất là đặc. Hoặc nếu như không có thời gian, chúng ta có thể sử dụng nước yến chân sẵn, một ngày từ 1 cho tới 2 lọ 70ml là vừa kinh tế vừa hiệu quả về sức khỏe. Hy vọng rằng với những cái chia sẻ vừa rồi thì các anh chị chúng ta đã biết được ung thư tuyến giáp hoàn toàn có thể sử dụng được yến xào. Với bất kỳ thắc mắc nào anh chị chúng ta có thể để lại dưới phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với Thanh qua số điện thoại trên màn hình. Và đừng quên để lại một like và những đăng ký kênh Tổ Yến Chân Sẵn Asianes nha. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những chia sẻ lần sau.